sao mà anh Tạo ơi, em nằm trên bao á, em thấy á, là bên nước ngoài nó qua nó chiếm chiếm nước của mình, xong rồi nó bắt dân mình phải khiêng khiêng từ cục gạch mà đập ra khiêng, xong rồi làm cho cái đường cho nó đi lên núi á. Lên núi á, xong rồi cái em thấy là có một người á, lại á, nó nhốt dân mình trong cái chuồng á, nhốt dân trong cái chuồng sắt á, mà xong cái có một người lại mở cửa cho dân mình chạy đi, chạy quá trời luôn. Mà em nằm hai ngày nay nằm thấy hai lần như vậy đó. Rồi với nghĩa em á, nằm thấy á, giặt giả quá trời luôn, người ta chết người ta nằm lan xả chân ôm đồ chạy quá trời luôn, nó cũng nằm như em vậy. Em với em gái em hồi đó là tin tưởng Phật lắm, tin tưởng Phật á, là làm này đi phóng sanh, làm này rồi thờ củ quyền thất tổ ông bà, rồi giái lại á, rồi nằm trên bao á, em gái em nằm trên bao nó cứ thấy là thấy giặt giả rồi ôm đồ chạy, rồi em cũng vậy luôn, em ngủ em thấy người nước ngoài á, người nước ngoài mà dạng như y gan người Ấn Độ vậy đó, qua bên xâm chiếm nước mình, xong bắt găng mình phải phải lấy đá đá mà đập cục đá như ở trên núi cắm mình vậy đó, rồi đập ra rồi bắt lên như một cái thang vậy cho nó đi lên, cho nó đi lên trên đó, là trên núi đó là nổi lên một cái hầm gì đó, như hầm vàng hầm gì đó, rồi xong rồi em thấy có một người lại mở nó nhốt những mấy cái người già với con nít vô trong cái lồng á, trong cái lồng sắt á, rồi xong cái có một người già lại mở cửa ra cho dân mình chạy đi. Rồi á, em nằm bao á, em cứ thấy á, y gan là bên của quyền thất tổ ông bà, mà bên họ Nguyễn của em á, là người ta về người ta cứ nhắc gán tu nha con, gán đi đứng nằm ngồi gì cũng phải niệm Phật để thôi không kịp nữa, mà cứ kêu hoài luôn á. Nhiều khi em nó nói là y gan có người mà dăng dẳng bên tay nhắc mình từng giờ từng phút vậy đó, bỏ hết không có được tham sân si, hay là nói chung là không có tranh danh lợi gì nữa, cứ gán con tu đi rồi sau này con Phật Phật rước, con ma rước. Cái em nằm trên bao, em nhìn em nằm trên bao nhiều chuyện thấy ghê lắm kìa. Cái em kể cho người ta nghe, em đâu có biết đâu, thì em nằm sao em kể cho người ta nghe, cái người ta nói em bị khùng bị điên nãy kia, rồi tối ngày tào lao đợi giờ mà đi nói tào lao lao chiến tranh đâu ra nãy kia đồ. Em nói mà người ta không tin, người ta nói em khùng điên, ta chửi em nữa đó. Một năm mấy hai năm tự nhiên em ngủ em nằm mơ, em thấy em về quê mẹ mà là ở bên Ngũ Hiệp ca lại Tiền Giang, anh biết không? Cái em thấy em về bên bển em chơi, cái xong em về bên nhà em thì em ở bên Tâm Bình, nó cách một con sông thôi, một con sông rồi qua mấy ngàn tiền đò đó. Em thấy nước nó ngập, em đi đến đâu thì nước nó tràn đến đó, em đi đến đâu nó tràn đến đó, nó kinh khủng, nó lợp lên trên đầu mình luôn. Cái em về em mua gạo, em nói chung là hiện bây giờ em dựa gạo rất là nhiều. Cái thời điểm mà là giá nó còn 640 mà em mua, bắt đầu em mua xong mấy chục tấn thì bây giờ nó lên tới, cái gì bữa nay gạo ăn của mình là ở đây nó bán 950 thôi. Thì nói chung nghe cái clip của anh ấy thì thật sự em cũng lo lắng, mà để muốn chia sẻ với anh là có một chút đỉnh gì đó để khi mà khổ sở mình có thể mình chia cho người khác được. Thấy quá khổ sự bên này. Dạ. Dạ đúng rồi, em thường xuyên coi cái clip của anh á. Thấy anh nói là những cái điều mà em là một cái người thường xuyên ở ngoài đường á, tại vì nhà em một là em làm lò cơm đó. Em nấu cơm gạo em bán đó. Em ra ngoài đường em thấy nhiều cái tình hình nó biến động dữ lắm. Em bây giờ em đang mua cái thùng nước á, 5.000 lít em về em dự, em để ngay ra chỗ này để đổ nước vô đặng dự đặng xài, mà ai cũng cười em nói em khùng không à. Dạ, bây giờ nó sự thật nó đã hiện ra trơn rồi, tại tao không thấy thôi. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình thì cái xác phàm này ai cũng phải chết thôi đúng không? Nhưng mà mình sợ nếu mà có nhiều người người ta không quay đầu lại thì nó sẽ đi xa lắm, anh biết không? Bây giờ không, dường như là không còn kịp nữa rồi đó. Thấy biến đổi khí hậu quá sức luôn, ở quê em ở Tiền Giang cả lại năm nay sầu riêng thớt trắng tay luôn.
người ta thất gì lắm giá thì nó có, nhưng mà tự nhiên hồi đó giờ họ ngạc nhiên luôn, sau mà nó ra rồi nó rụng sạch sẽ hết, nó rụng 100%, nó rụng cỡ 90%. Dạ thất mũi thì đúng rồi, thất gì lắm anh ơi, kinh khủng lắm, nó đổ trắng đất luôn á, nó ra 100 trái đúng không, là bây giờ nó còn chỉ có mấy trái à. Mà bây giờ nó mới bằng cẳng trái nha. Có những người họ đi trước thì nó cũng thất, nhưng mà nó đỡ hơn những người đi sau này. Những người đi sau này hả, nó rụng đặt đất luôn, lao đao luôn. Em nói cái Tết năm nay còn khổ ngàn lần nữa, rồi càng ngày càng khổ nữa. Hồi đó giờ ai cũng đinh ninh, trời ơi, tới mùa sầu riêng là đậy là bán 200-300 triệu, 1 tỷ ha. Bèo nhất cũng phải 100-200-250 gì đó. Mà bây giờ em thấy là có nhiều người là họ nói là giờ còn ít quá là dịch bỏ luôn đó. Dạ đúng rồi, khổ lắm anh ơi. Em ở Cai Lậy là nói chung là tất cả những cái nơi khác là em nhìn cái kinh tế là không có bằng ở Cai Lậy, nhưng mà bây giờ Cai Lậy là cũng sắp chết ngọt rồi đó. Khổ lắm, bây giờ nhìn nó kinh khủng lắm. Em đi từ đây lên Cái Bè, em thấy những người ở bên biển hồ á, họ qua bên Campuchia, họ đánh cá đó. Bây giờ ha, chuyện sống cá mắm không còn nữa, họ về đây. Họ đi dài dài ha, ẩm con nhỏ xíu luôn, mới xanh mới nở gì đó. Đi dài dài, một là đi sinh, hai là đi bán vé số, đi ha, tùm lum luôn, dài dài ngồi lộ nhóc hết trơn. Nhìn thấy khủng khiếp quá anh ơi. Em có nhiều cái trăn trở trong lòng lắm, nhưng mà không có người để bày tỏ, biết không? Cái xong em coi, cái em thấy cái số điện thoại của anh ở trên trên màn hình đó. Rồi em gọi cho anh á. Dạ, thì có vụ việc gì mà quan trọng chị cứ việc tâm sự với em, nói chuyện với em. Tại vì em cũng thích bên cái vấn đề đạo đức lắm, chia sẻ lắm. Cái bữa trước anh thấy em lo lắng lắm. Cái em về thì nhà cửa nói chung là nó em mới có cất nhà mấy năm nay à. Hồi thì em cất nhà vừa cất xong là nước mặn đó. Cái tình hình kinh tế nó cũng nói chung là nó cũng đủ ăn, chứ nó không có khấm khá cho mình, nó không có thoải mái đồng tiền. Cái em nằm chim bao vậy, cái em kêu chồng em bàn hai vợ chồng em vô Cai Lậy, vô trong ngân hàng vay 100 triệu cho em về mua gạo nha. Cái em vay 100 triệu về xong cái em suy nghĩ, em nói vậy trời, tự nhiên giờ mình mắc nợ hả? Rồi mình mừng cái mình đóng tiền lời hết luôn. Cái em bán cây mai, em bán cây mai là 110 triệu, em vô em đóng tiền lời là 3 triệu mấy, với 100 triệu tiền gốc nữa là 103 triệu mấy. Cái em về thôi, trời ai cũng nói em á, cây mai để dành 1-2 năm nữa bán, càng lúc nó càng có giá, chứ mà hả bây giờ hả bà bán gì nó uổng đồ này kia, nói em ai cũng cười em hết trơn. Cái bữa nay ngoài lộ anh biết không, vườn mai lớn không luôn, mai mà đẹp cực kỳ luôn, kêu lái vô, lái nó đâu có vô đâu. Tại vì thời cuộc khó khăn rồi, đâu có ai còn tiền để chơi đâu anh. Cái cơm gạo là rất là quan trọng. Cái em bán cho người ta lại, người ta nói này nói kia, cái giường như chồng em muốn buồn em luôn. Cái em nói thôi, bán đi kiểu như cho tôi để hả, tôi thỏ cái mà lo lắng của tôi đi, chứ bây giờ hả, để nếu mà tình hình nó yên ổn thì nó là cây mai nó có giá trị, cái thật sự thời cuộc xấu nó xảy ra là nó chỉ là cái củi chụm cơm thôi. Cái em quyết định em bán. Ồ bây giờ mai rồi về ngoài lộ nói anh, giường bự bự không luôn, kêu lái không có vô. Trừ phi hồi đó 100 người mua đúng không, bây giờ chỉ có 1-2 người có tiền là người ta mua, người ta chơi thôi. Còn lại 99 người kia là cho người ta còn muốn không lấy nữa. Dạ mai em cũng có biết chơi cái bọn gì đâu, em thấy nhà em vợ em mới lấy chồng rồi về để cho mũi bu vô cái làm gì cửa nhà chỗ. Đúng rồi. Em bán anh ai cũng cười em trơn. Cái bữa em chở gạo về, em chở về hay vòng vòng chùm sớm ai cũng nói em khùng hết trơn, nói làm cớm mà đập mà chở chi một lần mấy chục tấn gạo. Cái bữa vừa rồi á, cái nói chung là tự nhiên mình cảm thấy giá gạo nó lên rồi đó. Cái mình bây giờ nếu mình làm mà mình không giữ gạo thì bắt buộc thời điểm mắc này mình cũng phải mua đúng không, cho nên em cảm thấy như vậy. Cái đồng tiền nó thư thả, nó thoải mái, mình cảm nhận với cái số tiền mình vừa xuất ra mua gạo thì bây giờ nó có cái đồng lời. Cái em đi qua làng mù Sóc Trăng rồi, cái mấy người đã nói trời ơi sao bà hên vậy, em nó không có tự nhiên nói hên là nó có nghĩa là có những cái gì đó nó làm cho mình ha. Mà hồi đó tới giờ nha, em rất có nhiều cái giấc mơ lắm đó anh, nhiều cái giấc mơ nó xảy ra với em lắm, mà cái giấc mơ đó là trước sau nó cũng thành sự thật luôn. Cách bữa nay 1-2 tháng em nằm mơ em thấy nữa, em thấy mấy dưới hè nhà em là có một cái đường bự, đường đổ đam đi vô xóm trong.
mà em thấy lính nó đi quá trời luôn, nhóc hết trơn, nó đi rập rập ngoài đường, nó mang súng ống, mà em nói chung là em không biết chuyện gì sẽ xảy ra luôn anh. Nhà em đóng cửa lại, em thấy nó vô nó lùng sục mà nó vô không có được, nó ở ngoài tại nhà có cái hàng rào cao á, cái em thấy nó đi mới dưới, nó rầm rập mà nó mang súng, nó quẩy nha, ba lô rồi nó đi đông dữ lắm, mà nó bận đồ rằng riêng, mà trong giấc mơ, có nghĩa là mình thấy chứ hồi đó giờ ở ngoài này mình chưa có bao giờ mình thấy cảnh tượng đó chưa. Cái em nói trời sao sao lo lắng quá, cái điện nước đồ, vợ xứ em thì nói chung là xài nước cây thôi, mà nhà em lu hủ đồ cũng nhiều lắm. Em lên trên cái chỗ bán thùng, em mua cái thùng 5.000 lít mà 8 triệu mấy đó, 8 triệu 3, cái em chở về em để nước ngay cái chỗ trống mà cái ai cũng cười em á, trời ơi nước ở đây dặn cái là có mà bà đi mua vậy, chỗ tốn tiền, họ lợi họ nói mình á, cái giường như chồng em ổng cũng bị chi phối bởi những cái lời của người ta, cái ổng có nhiêu tiền cái nó làm hết trơn, ổng càng nhằn em. Ồ mà em càng lên em coi những vấn đề này nọ rồi mình sợ lắm anh ơi, giờ mình có bạc tỷ nếu mà mình mua gạo được mình cũng lo chứ. Mình trữ gạo. Chị thấy ở nói với ổng, anh thấy ở bên Libya không? Chỉ có một đêm thôi đó mà nó thủy triều nó dâng vô nó cuốn hết trơn đi đó, chết 30 mấy ngàn người đó, một đêm một thôi đó, nhà cửa tan quán cho đó. Bây giờ kinh khủng lắm anh ơi, bởi vậy mình nhiều khi nha, nhiều khi có những cái mà cái quá trình làm người của mình thấy mình còn thua xúc người ta nhiều lắm về cái mặt đạo đức. Em nói mình y chang như cái bắt đầu mình tiếp xúc với nhiều người khác, mình cảm nhận mình cũng hơn họ được một chút xíu, cho nên trong một cái nhóm người mình cảm thấy mình cũng đủ điểm được một chút anh, bởi vậy cố gắng phấn đấu lắm, phấn đấu em nói em. Hai vợ chồng em làm, em ráng làm có tiền, cái ai nghèo ai khổ em giúp, mà nói chung là tay nó ách đồ nó qua với mình một cách nhẹ nhàng lắm, mình tưởng cái biến cố đó mình qua không được luôn đó. Mà cuối cùng nó cũng trải qua mà mình chấp nhận được, cho nên giờ em nói với anh nó ghê lắm. Bà bác em á, bác của chị em bạn dâu á, mẹ của chị dâu chị em bạn dâu với em á, bác bà bỏ quần áo trong giỏ sẵn luôn đó anh, gạo thóc đồ, bà nói em á, con ráng lo đi nha, ráng tu ăn hiền ở lành đi, đợi giờ tận diệt tới nơi rồi đó, mà nhiều người xung quanh mình họ còn thấy ghê dữ lắm anh ơi. Ôi họ tranh giành đoạt lợi từng chút một, hay chửi mắng với nhau thấy dã man lắm. Em nói dường như là giờ mình ra đường mình nói chuyện ít có người đồng cảm với mình lắm. Ôi giống như là mình bị lẻ loi á. Cái ha, em có cái điện thoại, em thấy số điện thoại của anh liền, cái em bấm lên em nói chuyện liền. Có cái người mà chấp nhận nghe mình nói thấy cũng Dạ đúng cũng rồi, vui. tôi nghĩ là trùng tần số với nhau, trùng cái ý nghĩ với nhau. Chứ Dạ đúng rồi. người ta không có biết chung ý nghĩ với mình, người ta sẽ ham cái danh cái lợi không mà. Mà người ta đâu có biết Dạ. là cái tử thần đang rình rập mình đâu, hàng ngày hàng giờ. Dạ. Đúng rồi, em nói với anh nhiều cái kinh khủng lắm. Bây giờ là cái màn chót này rồi. Mình nói xin lỗi nhiều khi nha, nhiều khi mình cảm thấy mình bị buồn anh. Mình nói ôi sao cái đời gì mà nó khổ quá chừng luôn, bao nhiêu người nha, đang rơi vào cái tình cảnh bế tắc. Nhưng mà em nói với anh nó cái thời điểm này nè, mà ai mà lội ngược dòng được là người đó là đến đích nhanh lắm. Mình chấp nhận mình quay đầu mình buông bỏ là đến đích nhanh lắm, chứ còn bây giờ mình yếu không á, hồi trước bởi người ta nói nhiều khi em coi em nói người ta nói tu nhất thời ngộ nhất kiếp này là thấy còn được hơn, chứ mình nhiều đời nhiều kiếp mà tới kiếp này mình lơ là thấy cũng thua luôn. Ôi thấy mình sợ quá trời luôn. Bữa nay ở quê em nè, người ta sầu riêng thất bát nha, rồi người ta ai cũng than chứ, nói trời ơi bà ơi Tết nay tiền đâu ăn Tết. Nói mình nghe nói thiệt mình cảm giác mình rất là sợ luôn. Ôi, nhiều cảnh đời mà bây giờ ra ngoài đường em nói với anh em bây giờ có một cái nha, vé số quá nhiều người bán rồi, công ty xổ số nó không cần mình luôn. Mấy chị nói nó lãnh là 100 mà bán phải bán 100 hết, chứ kiểu là trả lại là đại lý nó không nhận đó. Tại vì nhiều người bán quá đó, rồi mình lãnh là mình lãnh luôn chứ mình không có được đổi trả này cho người ta. Mà cái người bán vé số em nói dập dìu với anh, lượn qua lượn lại mẹ nói với anh em, một ngày có 10 triệu cho mình mua vé số cũng hết, Dạ cho đúng đông rồi. cực. Tất cả mọi người nói với anh ha, bây giờ cái người giàu có phước báo đủ ăn đủ xài rất là ít,
rất là ít, mà đa số ở quê em nè. Mấy người hả, nhiều người giàu lắm, từ hồi cái đời ông bà mình á, cái đời cha mẹ mình không có gạo nấu mà họ đã đứng trên đỉnh vàng son rồi đó anh. Mà bây giờ họ rơi tận cùng cái đáy xã hội luôn. Có nghĩa là dường như cái phước đó họ đã xài lạm dụng đó anh. Cho nên từ cái nghèo á, nó đến nhanh chóng luôn. Còn những người mà em thấy nha, mà mình thấy cái đời sống của họ cũng có biết chuyện, biết điều, nhân đức một chút, bây giờ mình thấy họ từ từ họ đứng lên hết trơn. Còn những cái người mà họ giàu có bây giờ hả, họ rớt kiếm dữ dằn luôn. Nói em nói thôi, đúng là mình thấy cuộc đời nó thay đổi luôn đó. Đây là nước mặn nè, dạ. Đài báo tháng 12 Tây là nước mặn nè anh. Nó rồi cái em ra ngoài cái chỗ bán thùng nước em mua. Cái ông đó ông bán thùng nói chứ à, bây giờ không lo mua sớm đi, nhiều khi tôi nói cái người ta tôi nói tôi là dụ người ta để người ta mua đồ này kia, chứ thật sự nước mặn rồi nhiều cái lắm, nhiều cái vấn đề xảy ra lắm. Nhưng mà một khi cái chuyện gì nó không yên ổn, cái anh cúp điện lấy nước đâu, anh dặn trong trong cái vòi nước anh ra anh xài. Dạ củi nha, không có cúp điện nữa anh lấy gì anh xài, bây giờ anh có gạo có thóc đi mà anh không trữ nước thì anh lấy gì anh xài, cũng chết khô chết héo à. Ôi, nhìn thấy ghê quá. Em nói chung là hả, em cảm nhận được trong những cái lời của anh nói, em thấy nó quá đúng luôn. Nhiều khi hả, mình ngồi mình nghe mà có người ta mình không dám mở điện thoại lớn mình nghe nữa, người ta nói mình bị cái gì á, mà đa số nha người ta nói mình, nói em khùng không à. Tự nhiên cái em giác tiền hả, em đi mua gạo một đống về em cất cái kho em chứa gạo vô, xong cái nói em bị bệnh nữa, nhớ không? Bà bị khùng á chứ, trời ơi, tưởng như làm gì mua gạo cho một đống gì. Cái giờ lò cơm với xóm em nó nghỉ hết trơn rồi, giờ gạo mắc quá nó làm không có lời đó à, cái nó nghỉ hết trơn rồi, giờ còn có em mà hoạt động thôi. Mà em nhìn thấy rồi bây giờ em mua gạo chiên chiên vô hoài luôn, em mới vừa mua 8 cân 20 ngàn một bao gạo nữa, cái vừa khỏi ra khỏi vựa cái nó lên nữa anh, nay lên 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 hoài luôn. Thời buổi bây giờ thì thật sự là nó rất khó khăn, nào công ty nghỉ việc, rồi nào là không khí ô nhiễm bệnh hoạn, rồi nào là thiên tai lũ lụt, rồi bắt đầu sẽ tới giặc giã, tới lúc đó là Đúng. sắp chấm dứt luôn rồi đó. Mà hiện giờ hầu như cái tại vì mình do mình chưa có xảy ra đó, có nghĩa là xảy ra ít chứ không phải là chưa Dạ, xảy ra, đúng rồi. Họ còn biết 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 không? Họ đinh ninh lắm, họ không biết. họ 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 không có nghĩ là cái chuyện này nó sẽ có đâu, bởi vì họ sẽ coi mình không có ra gì. Nhưng mà mình cũng không cần Dạ. họ coi mình ra gì đâu. Bây giờ thì mình cứ việc chị làm đúng thì chị cứ làm đi, thì chị làm đúng thì chị tăng cái gia hộ cho chị, tại vì khi mà đã Anh chịu biết cái gian lưng mà chịu, Phật làm sao cứu kịp cho người. cái một cái đợt em làm kim bao thấy nước nha, cái một lần nữa, cái một giấc mơ kế đằng sau đó nữa là em thấy em đi ra sông, em đi trên chiếc xuồng, cái có một cái ông cậu đó ông chở em từ dưới đuôi cồn, quê em là bên Ngũ Hiệp có cái cồn nha, ông chở em từ dưới đi lên, cái có con ổng nữa rồi có mấy người lạ nữa, cái tự nhiên ổng chạy lên cái xuồng nó chìm, nó chìm, cái em là bị chìm nè, rồi con ổng rồi những người lạ đã bị chìm xuồng hết trơn. Cái ổng mới lo lay quay ổng vớt, thì em mới nói là thôi cậu cứ vớt mấy đứa nhỏ đi, con thì con tự lo được, em nói với ổng trong giấc mơ vậy nha. Cái vớt vừa xong vớt lên trên xuồng rồi thì tự nhiên cái khô eo anh, cái một con ngựa từ ở bên 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 Ngũ Hiệp, ở bên cồn Ngũ Hiệp nó chạy qua đất liền này, mà nó chạy qua ngay mặt em luôn, cái bắt đầu hả nó khô eo hả. Nghe em mới kể với nhỏ em gái em mới nói chị nằm chim bao chị thấy vậy đó, chị thấy tự nhiên cái chị bị chìm xuồng, cái nước ngập lên cái cậu ổng vớt con ổng rồi chị kêu ổng vớt cái chị, cái em kể cho nó nghe vậy. Cái nó nói với em là chị trong vấn đề làm ăn của chị nó sẽ có một cái gì trục trặc đó nha, nhưng đằng sau đó là giấc mơ con ngựa của chị nó đi trên khô, nó chạy một hơi qua là công việc chị từ cái đoạn đó trở về sau nó mới yên ổn trở lại, nó mới tốt đẹp. Cái bắt đầu anh biết không, tự nhiên thời điểm em mua gạo 640 là em đập cớm bình thường, cái bắt đầu gạo đùng một phát nó lên quá trời lên luôn, cái bắt đầu cái cớm phải lên giá, thì cái cớm lên giá là người ta không chấp nhận, người ta nói là mới vô mà cái cớm đâu có gì đồ ăn chơi mà lên giá cái gì, là công việc của em nó bị đình trệ lại liền trong một cỡ khoảng một tháng, là mỗi cớm nó ăn lác đác lắm, nó chỗ nó ngưng chỗ nó lấy,
Bắt đầu nha, từ hôm mà gạo nó chính thức nó lên ngất ngưỡng tới bữa nay là công việc nó bình thường trở lại luôn anh. Cho nên em nói với em cái gì cũng như là em nằm chiêm bao, em thấy em mơ mộng, em thấy rõ ràng như vậy luôn. Cái bữa rồi có cái bà dưới đây nè, bà đi ăn, bà ăn chay mà bà đi chùa đi núi dữ lắm. Cái bà lên nhà em, cái bà thấy em chứa gạo nhiều quá, cái bà hỏi em làm gì mà chứa gạo nhiều dữ vậy. Người ta đập cớm, người ta chỉ mua 1-2 bao thôi, 5-3 bao người ta làm hết, ta mua nữa sao bà chửi như vậy. Cái em kể bà nghe vậy đó, em nói tôi nói bà đừng nói tôi khùng nha, chứ nhiều người cái xóm này nói tôi khùng dữ lắm rồi. Cái bà nói không có đâu, không có khùng đâu, trời Phật báo trước cho bà, nhiều khi bà có một cái gì đó nên được ơn trên che chở phù hộ cho bà, ban cho bà có ăn để bà giúp đỡ người khác đó. Cái tự nhiên em nghe bà nói anh, cái mình cũng thấy mình phấn khởi tinh thần, mình thấy là trong 100 người đó có một người nhìn mình không có khùng á, cái mình thấy mình cũng vui vui. Em nói với anh ha, hôm nay lại đi qua bên Sóc Sóc Trăng ở bên làng mù ha, lác đác luôn anh. Những người ha trụ trì được chùa ở bển á, mấy thầy nói là hả những năm về trước á, ở tiền ở ngoài nước ngoài á, tới thời điểm mà hổm em đi là gửi về 5-7 lần rồi đó anh. Họ tài trợ về cái chùa rồi để cho chùa cho người nghèo đó anh. Mà năm nay tới thời điểm này mà chưa có từ nước ngoài, chưa lãnh tiền nước ngoài được 1 lần. Bắt đầu kinh tế khó khăn vật vã, chính bản thân họ họ còn sống một cách là lê thê lết thớt mà họ đâu có tiền đâu mà giúp đỡ, cho nên là nghèo khổ dữ lắm. Em nói ôi em, rồi cái giấc mơ vừa rồi đó em vô em coi cái em nói em bình luận em nói ôi có bữa trước nay cách nay mấy tháng em nằm mơ em thấy lính nó đi mấy dữ quá trời luôn, nó quẩy súng nó đi ha. Mà em nói chuyện đó nó chưa xảy ra mình cũng không biết chuyện gì, mình thấy mình lo lắm. Dạ, tại vì chị là cái người tốt đó, thử ra trên trước mới 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 cho chị thấy, chứ đâu phải ai muốn thấy là thấy đâu, chìm vào là phải ai muốn thấy là thấy. Rồi bởi vì mới Em đó. có báo trước cho chị đó, chứ ở đây là ở đây có một số người ta điện lên em, ta nói là thấy ở bên bển là tự động cái mở mắt ra buổi chưa, không phải là buổi sáng mới chạng vạng thôi là thấy chạy đùm hết trơn, mà dân mình chạy nghe bận vườn sào lõn này kia ở trần tùm lum hết trơn, nghĩa là đang ngủ mà chạy đó chị, đang ngủ Đúng mà biết rồi. được chạy á. Dạ. Em nói thiệt chứ nhiều khi cái gì á nha, mình linh tính, mình suy nghĩ bằng cái giác quan của em, mình nó ăn rồi cái mình ngủ mình nằm mơ. Nhiều khi chính em là người ở chung với chồng em, hai vợ chồng em mà chồng em nó còn nói em khùng luôn á. Nói có mình bà tôi tưởng cái gì á, chứ nằm chiếm bao thấy bình yên không, tự nhiên cái nước lục tràn trên đầu bà. Nói vậy em cái em nói kệ đi, kệ em nói khùng khùng chứ biết sao giờ. Em nói nước nó ngập, em đi tới đâu nước tràn tới đó. Tới bây giờ nè, em nói nhiều khi có bao nhiêu tiền em mua gạo em trữ vô hết luôn, cứ hả bao này ra là em đáp bao khác vô liền. Em nói với chồng em thôi chạy đi, mình cứ trữ đó đi, lỡ có mệnh hệ gì hả xấu mình chia sẻ cho bà con người 5-10 ký họ nấu cháo ăn cầm hơi cũng được nữa. Chứ ông thấy đi, cái tiền hồi bữa dịch bệnh đó rồi mình nằm ở nhà mà mình thèm ổ bánh mì không mà mình còn không có mình ăn đó, thấy ghê chưa. Chứ đừng có nói có tiền là có tất cả, không có đâu. Em nói chồng em vậy. Dạ đúng rồi, chị nói là rất đúng rồi. Dạ bởi vậy em nói em lên em coi, em thường xuyên em coi bên cái kênh Thiên Tâm Linh rồi đó, em coi đủ thứ, nửa đêm mà em coi em tìm hiểu, em coi em nói rồi nó quá trình biến cố rồi, bây giờ mình phải ráng mình sống tử tế thôi, giờ phút này chỉ còn ơn trên che chở cho mình thôi. Nhiều người ta nói với em á là trời ơi giờ trời Phật bỏ mình hết rồi, bà thấy không thì cứ ai mà lo cho mình nữa. Em vẫn nói với họ, em nói một câu là em vẫn tin sắt son một điều là trời Phật giống như cha mẹ vậy đó, con cái lì lợm thì cha mẹ nói từ đúng không, nó giận hờn nó vậy đó, từ nó rồi nhưng mà đâu đó cha mẹ vẫn nhìn mình. Cha nói với mẹ nó nó nhìn thấy con nó cũng thay đổi, ở nay nó cũng ngoan hiền hơn thôi ha. Mình cũng âm thầm có chuyện khó khăn cũng giúp đỡ con chứ không bao giờ mà bỏ giống như người ta nói đâu anh. Người ta bây giờ ha, nhiều người nói vậy nè, đời tận thế không lo cướp việc lo tu hành cho cực tánh thân, họ nói vậy đó anh. Trời ơi em nói thiệt nha, em đau lòng thấy ghê luôn. Nói mà mình nghe mình cảm nhận cái lời nói của họ nha, nói thiệt nó mất hết cái phước báo luôn. Dạ, cái lời nói rất là vui mà hay là nói được. Nói vậy đó anh, nói mình hả rồi nói vậy đó, trả lời mình mà nói với nhau vậy.
rồi ăn nhậu đàn đúm nhìn thấy ghê lắm. Cho nên một góc nào xã hội mình là một cái người ha, tiếp xúc nhiều người, em nói với anh ha, mình cảm nhận rồi mình thấy cái tim mình nó đau lắm, mình đau lắm. Mình nhà em làm lò cốm á, cái nhiều khi em tự nói với lòng em nói rồi ôi làm lò cốm nó chụm lửa buổi trưa nắng nó nóng cỡ này đây nè, mình đã chịu không nổi rồi, mà mình một khi cái linh hồn mình nó rơi vào cái lửa quả ngục hen rồi, mình ở với đời đời kiếp kiếp nó nóng làm sao mà mình chịu nổi được. Em nói thế ghê vậy đó. Đi về nha, em cách nay lâu lắm rồi, em trên em chạy về trên cái bè em chạy về là em qua mấy cái đầu cầu, mấy cái cầu anh, cái dốc cầu ngay chính giữa nó cao lên á, thì mình bỏ mấy cái bánh xe nó lăn tới là nó cầu mình không có tầm nhìn đi thẳng xuống á, là nó rất là xa, nó cao ấy. Là em nhìn thấy mặt trăng đồ nha, nó có một cái gì đó nó không có như ngày xưa nữa. Lúc mình còn nhỏ, lúc mình còn nhỏ mình thấy trăng trong xanh tha sáng rằm đồ, thấy trăng sáng, còn bây giờ nhìn trời đất u buồn, có những cái ngày mà mở mắt ra là mình nhìn thấy ông trời ông đang buồn bã dữ. Ông thấy con người mình á, nhiều khi em nói với anh con người mình có tâm tư rồi nha, nhiều cái mình suy nghĩ là mình nhìn thấy trời đất mình biết trời đất cũng buồn luôn anh. Em một cái lần nữa em đi giao cơm ở trên cái bè thì em đang đi lên là mưa, mưa dữ lắm, mưa mà sét đánh là trước cái thời điểm dịch bệnh nha, trước thời điểm dịch bệnh cỡ khoảng nửa tháng. Em đi lên trển thì em về thì nước ngập lỗ hết trơn, là nước mưa cơ bằng mưa mà chảy xuống nước mà rút không kịp nước đó. Nó càng ngập trên mặt lộ xe em chạy mà nó lún hơn nửa bánh nước, mà em nói với anh hai bên là sông á, mà chính giữa cái lộ mình nước cái gì nó càng xuống không kịp á. Cái em nghe tiếng sét đánh nha, sét đánh ngang tai phằng phằng mà một cách rất là kinh khủng. Cái em về em nói với em gái em liền, em nói hồi nãy chị đi xe bè chị giao cốm á, cái chị nghe nhưng mà sét đánh mưa lớn như thế nào chắc trời đất đang thịnh nộ giận dữ lắm, chị nghe mà chị cảm nhận được luôn á. Cái bắt đầu một thời gian sau là dịch bệnh là vô chỉ thị 16 đây, có nghĩa là cái thời điểm đó em đi là cái dịch bệnh nó cũng nằm ở cái mức bình thường. Tới chuyện chỉ thị 16 là em bắt đầu em đi về tới ngoài lộ đường về nhà em là gần vô đây là không có mưa, vô đây là không có mưa khô héo mà. Mà ở trển nghe sét đánh phằng phằng ngang tay mình, giống như là trời Phật đang cảnh báo với mình một cái điều gì đó là khủng khiếp đó. Mà mình cảm giác mình sợ luôn, mình vẫn tự tin mình đi đi cái em đọc kinh về dài dài nha, cái mình đỡ sợ, mình thấy cũng bình thường. Cái mà về đây nha, nên về vô tới nhà em đường quẹo vô nhà em chuyện cây số là không có mưa khô luôn. Bởi vậy em nói với anh tùy theo nơi đây nơi kia nó khác nhau hết, nó bất thình lình nó đến mình không có biết được đâu, đừng có gọi là đừng có dễ như chứ. Thấy có nhiều người dịch bệnh không có gạo nấu lắm, trời ơi thiếu gì gạo ra lộ mua thiếu gì, em nói không có thiếu đâu, mình nó thiếu đồ ăn chứ đừng nói cái kiểu đó. Tới giờ này họ vẫn nhiều người họ vẫn mù mờ lắm anh ơi, chạy đuổi theo tiền của vật chất cái ghê lắm. Hồi trước mình còn muốn ra ngoài đường mình còn tiếp xúc với người này người kia lắm. Chứ bây giờ đi về là em muốn vô trong nhà em mở lên mấy cái này cái kia đồ kênh của anh rồi những kênh thiên tâm linh này nọ để em coi với coi kênh cô Tuyết á, nhiều cái mình thấy nó cho mình một cái kinh nghiệm sống hơn, là mình thấy nhiều cái nó đang xảy ra từ cái chỗ em nói với anh á, là anh với những người khác, những người mà nói được cái những điều đó là có công đức lắm. Tại vì nếu những người như em còn đang lầm đường lạc bước trong con đường đó, mình không coi mình không tìm hiểu là mình hoàn toàn không biết gì luôn á. Cho nên tự chỗ em coi em thấy nhiều cái em rút kinh nghiệm rồi em ra em nói với nhiều người, em nói với nhiều người đó họ cũng tiếp nhận đó. Cũng có nhiều người họ cũng nói bà ơi giờ đời đã tới rồi đó, mình cố gắng đi rồi này kia rồi mình thấy cũng còn một số ít không không đến nổi đâu. Bởi vậy em nói với anh ha, hồi xưa một bao gạo mà có một hai hạt thóc là nó tiêu biểu cái điểm xấu luôn á, một hai hạt thóc đó là mình phải vứt đi luôn. Nhưng bây giờ trong một xã hội nó giống như một bao gạo vậy, chỉ còn một vài người tử tế nó giống như tiêu biểu như những hạt thóc ngày xưa vậy. Nhưng bây giờ nó đi ngược lại nha, những hạt thóc bây giờ nó nằm ở trong cái bao gạo là những người tốt ít lắm đó, anh thấy là đa số luôn. Mà bây giờ nó thôi là tiểu số rồi,
thấy thời buổi khó khăn cho họ càng chạy đuổi theo tiền của dữ. Rồi. À, buổi sáng em làm phiền anh nha. Dạ dạ Dạ. không có gì chị, Rồi. chị nào rảnh thì cứ gọi cho em ha. Dạ rồi, có khi nào em có tâm tư tình cảm gì em muốn nói, em muốn bày tỏ thì em điện anh nha. Dạ, rồi ok chị. Dạ. Rồi dạ, em cảm ơn vì anh đã lắng nghe em chia sẻ nha. Dạ. Chứ dạ, thấy lo lắng quá. Trong lòng nó hồi hộp lắm đây. Ngủ nghe nửa đêm một giấc tới sáng mà thấy bất an lắm, nửa đêm cái lo lắng lắm. Em mới tự nhiên cúp điện cái mò mò trong bóng tối cái không có gì ăn hết trơn. Tối trời tối đất không có gì ăn cái rồi không biết nữa rồi ánh sáng rồi không còn rồi cảm thấy cảm giác nó ngọt quá sợ. Ở nhà mua đủ thứ để dành hết Dạ, mua gì Phật.